Toàn cảnh giao dịch thị trường tôm ngày 16 tháng 9 năm 2024, đối với tôm thẻ tươi, các nhà máy tại Sóc Trăng như Khang An và tại Kim Anh tiếp tục tăng giá 2-5.000 đồng 1kg so với cuối tuần trước. Giá tôm thẻ tươi cỡ 30 con 1kg tại các nhà máy lớn ở Sóc Trăng tăng từ 166-195.000 đồng 1kg cuối tuần trước, lên mức 172-195.000 đồng 1kg, cỡ 50 con 1kg tăng lên mức 123-148.000 đồng 1kg đạt kháng sinh. Tại Cà Mau, nhà máy Case, Minh Phú tiếp tục thu mua tôm cỡ 30 con 1 kg ở mức 166 đến 175 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 118 đến 122 000 đồng 1 kg. Đối với tôm thẻ ngâm, các nhà máy tại Sóc Trăng và Cà Mau tạm thời giữ giá ổn định so với cuối tuần trước. Trong đó, nhà máy ở Sóc Trăng thu mua tôm thẻ ngâm cỡ 30 con 1 kg ở mức 129 đến 162 000 đồng 1 kg cỡ 50 con 1 kg ở mức 95 đến 122 000 đồng 1 kg. Còn tại Cà Mau, nhà máy Minh Phú và kế thu mua cỡ 30 con 1 kg ở mức 134 đến 138 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 104 đến 109 000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh, giao dịch tại đầm tôm thẻ ướp đá. Giá tôm thẻ ướp đá tại đầm ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng 12000 d kg so với cuối tuần trước. Giá mua tôm thẻ ướp đá tại Sóc Trăng, Cà Mau Bạc Liêu cụ thể, cỡ 30 con 1 kg hiện ở mức 166 đến 170.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt 122 đến 124.000 đồng 1 kg. Cỡ 80 con 1 kg đạt mức giá 100.000 đến 102.000 đồng 1 kg, giao dịch tại đầm Tôm thẻ Oxy. Giá mua tôm thẻ Oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre như sau, cỡ 20 con 1 kg hiện ở mức 195 đến 200.000 đồng 1 kg. Cỡ 30 con 1 kg đạt 172.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg đạt mức 125 đến 127.000 đồng 1 kg, thị trường tôm sú nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long. Đối với giao dịch tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, thương lái tiếp tục thu mua tôm sú ướp đá với giá ổn định. Giá tôm sú ướp đá tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau, cỡ 20 con 1 kg ở mức 175 đến 180.000 đồng 1 kg. Cỡ 30 con 1 kg ở mức 140 đến 145 000 đồng 1 kg, cỡ 40 con 1 kg ở mức 120 000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 113 đến 115 000 đồng 1 kg. Giá tôm sú oxy tại đầm các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau như sau, cỡ 20 con ở mức 220 đến 240 000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 190 đến 200 000 đồng 1 kg, cỡ 40 con 1 kg ở mức 150 đến 160 000 đồng 1 kg.